Có một con lừa bị rơi vào một cái hố sâu và nó cảm thấy tuyệt vọng. Chủ nhân tìm thấy nó cũng chẳng có cách nào lôi lên, cũng đành bỏ mặc ở đó. Con lừa dưới cái hố, ngày nào nếu có ai đi qua cũng ném rác vào hố, thỉnh thoảng có người tốt còn ném cho nó ít cỏ tươi. Nó nghĩ, ông trời cũng bỏ mặc nó như chủ nhân của nó vậy, đã ném nó xuống đây, lại còn chẳng cho nó chết luôn. Ngày ngày chẳng được chạy nhảy trên thảm cỏ xanh, cũng chẳng được gặp những con lừa khác, nó có lẽ sẽ chết vì buồn chán. Mà bực hơn, nó sẽ chết cạnh những chiếc lốp xe cũ và chồng chất những bao rác thối. Thế rồi một ngày trôi qua, lại một ngày trôi qua, khi nó ngẩng lên nhìn ngọn cây cao vút, chợt nhảy ra một ý tưởng. Nó quyết định sẽ thay đổi thái độ sống của mình, mỗi ngày đều cố gắng chồng các bao rác lên nhau, chừa lại cho mình một khoảng trống sạch sẽ và quang đãng. Chẳng ngờ một ngày, rác nó chồng, rồi rác người khác ném xuống, mấy chốc đã có thể tự nhảy lên miệng hố, bốn chân nó lại được chạm vào thảm cỏ xanh tươi. Câu chuyện này đã cho ta một bài học rằng, cuộc sống chẳng bao giờ đều đúng như nguyện vọng của ta cả. Hơn nữa, những điều không như ý có khi đến cùng một lúc, rất nhiều, rất khó khăn. Thế nhưng trọng điểm cho cuộc sống của ta không thể nào là chúng được. Chúng ta luôn phải đứng ở một góc độ tích cực hơn, cố gắng tận hưởng cuộc sống một cách đầy đủ và vui vẻ, hứng khởi hơn. Hãy đừng nghĩ là ta đạt được gì sau mọi cố gắng, hãy nghĩ rằng ta đã đi trên con đường đó như thế nào, cảm xúc ra sao và tận hưởng được những gì. Dù kết quả có tốt hay dở thì chẳng phải là ta đã được rất nhiều rồi đó sao? Cuộc đời sẽ nhiều lúc ném vào người bạn rất nhiều bao rác. Vậy liệu bạn có thể tìm được cách ra khỏi đó như là chú lừa kia không?